sau lưng nhà thì không có đau lưng với ai hết trơn á, và đặc biệt là có một cái lớp cửa sổ nữa thì rất là thoáng luôn nha anh chị. Thì hôm nay á, em Trung chỉ còn duy nhất một căn nhà với giá cực kỳ rẻ luôn, mà cách quốc lộ 1A mình chỉ có 200 m thôi, cách chợ Bình Chánh đâu đó khoảng 2 km. Căn nhà này hiện tại là đang được bán với giá chỉ là 430 triệu thôi. Và thêm một điều đặc biệt á, là ở trên tầng nè, em Trung đã decor hết tất cả nội thất cho mình rồi, thì tất cả những nội thất decor này sẽ tặng cho anh chị mình luôn, và giá vẫn là 430 triệu nha, không phát sinh gì hết luôn. Thì mình gồm có một cái tủ nè để đựng quần áo nè, bên đây á, là mình có một cái kệ tivi nè, rồi trên đây bên tường á, thì mình có những cái kệ âm tường, và đặc biệt là mình có một cái tủ rất, một cái giường rất là to luôn nha cho anh chị mình sử dụng. Và sau đây á, em Trung xin mời anh chị cùng em tiếp tục xem video để xem cảnh quan xung quanh cũng như là review chi tiết căn nhà của mình nè. Dạ em Thành Trung xin mến chào anh chị, rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung. Thì đây là con đường để vào nhà của mình nha anh chị, đó như anh chị thấy là một con đường rất là to luôn, công đường container luôn nha. Thì đường vào nhà mình á, anh chị mình chỉ có khoảng 100 m là đường xe máy thôi, còn lại là tất cả đường container hết. Và anh chị hướng mắt nhìn theo em à, xung quanh ở đây á là mình có rất là nhiều công ty xí nghiệp luôn nha. Ở đây là rất là nhiều công ty xí nghiệp, anh chị mình về đây á có thể là thay đổi chỗ ở, thay đổi việc làm. Và trước mặt anh chị đó, đó là quốc lộ 1A nha. Mình chỉ cần quẹo trái thôi là mình về tới chợ Bình Chánh rồi, đâu đó tầm khoảng 2 cây số. Và quẹo phải á, là mình sẽ tới chợ Gò Đen, đâu đó tầm khoảng 1 cây số thôi. Nói chung một vị trí rất là đắc địa luôn, rất là gần nhiều chợ luôn. Thì như anh chị cũng đã biết đó, cái khu nhà 24 căn, nhà một lầu 24 căn này của em Trung á, thì em Trung đã review mấy lần cho anh chị mình xem rồi. Thì ngày trước một căn này á, có giá là 450 triệu một căn nha anh chị. Và cũng may mắn á, là cái khu nhà này em Trung đã bán hết trơn rồi, và bà con về ở là rất là đông đúc sung túc luôn. Thì hiện tại em chỉ còn duy nhất một căn nhà này là căn D4 nha, với diện tích là ngang cho 4,5 m nè, sâu cho 4,5 m, xây một lầu và ở trên là một lầu suốt nha anh chị. Và đây là mặt diện của mình nè, đây anh chị xem nè, rất là đẹp luôn. Ở trên thì cao ráo, có sẵn mái hiên luôn. Thì và sau đây á, em mời anh chị cùng em vào tham quan chi tiết căn nhà. Thì nhà mình cũng giống như những căn nhà giá rẻ bên em Trung, được bảo vệ bằng cái lớp cửa sắt hai cánh kính cường lực nha anh chị. Và trong này á, là hiện tại là chưa có song sắt, khi mà anh chị mua về á, em Trung sẽ làm một cái khung sắt ở trong nữa để bảo vệ chắc chắn thêm cho ngôi nhà của mình luôn. Rồi, và đây á, là tầng dưới của nhà mình nha. Thì giống như căn này đầu video anh chị đã xem đó, là em Trung sẽ tặng hết tất cả nội thất, những gì có trong nhà này tặng hết cho mình luôn. Ở đây mình có một cái kệ nhỏ nhỏ nữa để cho anh chị mình có thể để giày dép nó bảo hiểm nè, cũng rất ok luôn. Rồi cái bếp của mình đó, đây anh chị nhìn nè, một cái bếp hình chữ Y rất là dài luôn. Mặt bếp á, là được lót gạch nè, rất là chắc chắn nè. Bếp thì được đổ bê tông, tường bếp cũng lót gạch sạch sẽ luôn. Tủ bếp thì là sử dụng là tủ gỗ đè gỗ 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 xanh nha anh chị. Này, tủ gỗ xanh này rất là chắc chắn luôn. Cái này thì mình chống giãn nở, chống mối mọt rất là tốt luôn. Rồi phía sau lưng á, thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh cho anh chị mình sử dụng. Nhà vệ sinh thì các thiết bị vệ sinh đầy đủ nè, và đặc biệt gạch lót tới tới lên trên trần luôn, gạch dưới nền cũng đầy đủ luôn. Cửa thì cửa nhôm nè, đó anh chị xem rất là ok luôn nha. Và tiếp theo á, là ở đây em Trung có cái chỗ để ống cấp nè, ống cấp nước, ống xả nước nè, cho anh chị mình có thể đặt máy giặt ở đây. Rồi mình có ổ điện ở đây, và dưới cầu thang á, cầu thang thì mình làm cầu thang giật cấp nha, người lớn trẻ nhỏ đi lên cầu thang cũng rất là dễ dàng luôn. Cầu thang giật cấp rất là dễ đi, nhẹ chân luôn. Dưới cầu thang thì mình có không gian để mình có thể là để giày dép, hoặc là mình để quần áo, để các dụng cụ hàng ngày mình sử dụng thì rất ok luôn. Và cái dãy nhà này của em á, thì đặc biệt cái dãy D này nè, mình sẽ có rất là nhiều cửa sổ giống như ngoài trước nè. Ngoài lớp cửa chính mình có lớp cửa sổ này, có các song sắt bảo vệ luôn. Và ở trên á, thì mình sẽ có một cái cửa sổ ở ngoài trước và cửa sổ ngoài sau luôn. Và sau đây em mời anh chị một lần nữa lên tham quan cái tầng trên của mình nha. Nhà một lầu đổ suốt, và căn này hiện tại giá chuẩn luôn là 430 triệu, có tặng nội thất nha. Anh chị mình cứ yên tâm, sẽ không phát sinh bất cứ gì hết. Trong video em Trung quay nhà như thế nào thì sẽ giao nhà cho anh chị mình như vậy luôn. Thì nhà đó là thuộc ấp 4 Mỹ Yên, cách quốc lộ 1A đâu đó tầm khoảng 200 m thôi. Xung quanh thì có rất là nhiều công ty xí nghiệp nè. Bên cạnh đó là mình cách chợ Bình Chánh đâu đó khoảng 2 km theo tuyến quốc lộ 1A thôi. Và đây nè, em mời anh chị nhìn khung sau lưng nhà mình. Đó, sau lưng nhà mình là những nhà của nhà dân nè, cố định rồi, người ta sẽ không xây thêm nữa. Nên cái lớp cửa sổ này của mình á, mở ra là rất là thông thoáng luôn. Còn ở đây á, giường, tủ, kệ là sẽ tặng hết cho anh chị mình luôn nha. Và nó không phát sinh gì hết, cho anh chị mình an tâm luôn. Cửa ngoài trước cũng vậy nè, anh chị thấy nè, ngoài trước mình có một lớp cửa rất là dài, rất là to luôn, không cực kỳ thoáng. Anh chị về đây mình chỉ cần mở cửa thôi là đủ sáng, là đủ gió nè, và mình sẽ không có tốn nhiều tiền điện để mở đèn nữa nha.
Và dãy nhà 24 căn này của bên em Thành Trung á, là xây trên 100% đất thổ cư nè, không tranh chấp, không quy hoạch luôn. Anh chị mình về đây là ở vĩnh viễn lâu dài luôn nha. Thì giống như anh chị thấy nè, đây là những căn mặt ngoài của em. Thì ngày trước anh chị mình cũng đã xem rồi đó, những căn này bán với giá là 500 mấy chục triệu và được bà con đón nhận về hết trơn rồi. Nói chung khu này đã đầy đủ dân cư rồi, anh chị mình về đây sống cũng không sợ buồn luôn. Xung quanh bán kính 2 km á, thì có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường mẫu giáo đầy đủ cho anh chị mình thay đổi chỗ ở, thay đổi việc làm cho con em mình về học nữa. Và đặc biệt bây giờ á, là chuẩn bị là vô hè rồi, chuẩn bị tụ trường. Thì nếu mà anh chị có mua nhà bên em Trung á, thì em Trung sẽ hỗ trợ cho anh chị gửi con vô trường để cho mình học rất là dễ luôn nha. Và nếu mà anh chị cảm thấy cái dãy nhà này phù hợp nè, căn nhà này phù hợp nè, thì hãy liên hệ với em Thành Trung để có thể là xuống xem nhà trực tiếp luôn. Nhà giá rẻ, nhà đẹp, nhà mới thì bên em Trung có rất là nhiều luôn nha. Anh chị mình có thể là có thể lựa chọn từ mức giá luôn, từ 340 triệu, 350 triệu trở lên đều có hết. Và rồi em Trung xin kết cảm ơn anh chị đã xem hết video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo ạ. À.